Acid Noblex là bước đột phá mới trong điều trị nám da đã được chứng minh hiệu quả tại Mỹ và Hàn Quốc. Laser Alexandric Noblex vượt qua tất cả các công nghệ điều trị nám tàn nhang khác bởi sự thông minh và ưu việt của mình. Thẩm mỹ viện Dr. Lee tự hào là địa chỉ tiên phong đi đầu trong công nghệ mới Laser Alexandric Noblex. Với thao tác đơn giản, kỹ thuật nhẹ nhàng, không cần phẫu thuật, bác sĩ sẽ thực hiện điều trị nám hoàn toàn tuyệt đối. Quy trình trị nám tại thẩm mỹ viện Dr. Lee được thực hiện như sau. Bước 1. Làm sạch da để tẩy đi chất bụi, bã nhờn, mồ hôi đọng trên da và massage cho da mềm mại để tăng độ đàn hồi. Bước 2. Trị nám bằng máy laser Alexandric Noblex. Đây là thế hệ công nghệ laser có bước sóng chọn lọc và chùm tia đồng nhất với mức năng lượng chỉ đủ để phá vỡ sắc tố melanin mà không tác động đến các mô xung quanh và bề mặt da. Laser Alexandric Noblex là công nghệ trị nám hiện đại nhất hiện nay, mang lại hiệu quả điều trị cao, an toàn cho vùng da điều trị. Khi tiến hành sử dụng công nghệ laser Alexandric Noblex, bạn sẽ có những trải nghiệm êm ái. Phương pháp này không gây tổn thương cho da, không làm bỏng da. Bước 3. Đắp mặt nạ cân bằng, giúp làm dịu mát da mặt, làm da mặt sáng, mịn màng và trẻ trung hơn. Hiện tại ở thẩm mỹ viện Dr. Lee chúng tôi đang sử dụng công nghệ điều trị nám mới nhất, đó là công nghệ laser Alexandric Noblex. Kỹ thuật đơn giản, không xâm lấn, có thể mang lại cho làn da sáng đẹp một cách tự nhiên và không gây tổn hại gì cho da. Hãy đến với thẩm mỹ viện Dr. Lee, địa chỉ số 9 lô 14B Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.